Và cũng thông báo với mọi người là Khánh sắp nhận được bằng tốt nghiệp ở trường rồi, là tại vì ngày 2 tháng 10 vừa rồi là trường Khánh tổ chức cái lễ tốt nghiệp nhưng mà Khánh không có tham gia được tại Khánh đang ở Hà Lan. Thì trường cũng có gửi bằng tốt nghiệp qua đường bưu điện về Việt Nam cho Khánh, nhưng mà do cái dịch bệnh vừa rồi đó thì các cái đơn vị vận chuyển của quốc tế họ cũng tạm ngưng hoạt động, nên là tới hiện tại thời điểm này thì Khánh vẫn chưa có nhận được, nhưng mà hy vọng là khi mà Khánh quay về Việt Nam thì sẽ nhận được cái bằng tốt nghiệp và hy vọng là sẽ được khoe với mọi người và những cái fan mà đã chờ đợi Khánh nha.